Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh channel của mình. Ngày hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan chợ cá DC ở Washington như thế nào nha mọi người. Chợ cá Đại Lộ Main là khu vực chợ hải sản ngoài trời nằm ở khu vực Tây Nam thủ đô Washington. Được biết tới như cảng cá hay chỉ đơn giản là cảng, đây là một trong số những khu vực hải sản ngoài trời vẫn còn hoạt động tại khu bờ đông nước Mỹ. Đây cũng là khu chợ cá cổ nhất liên tục hoạt động tại Mỹ. 17 năm trước, cả khu chợ Fulton nổi tiếng ở thành phố New York. Chợ cá Đại Lộ Main liên tục hoạt động từ năm 1805 và được di chuyển từ địa điểm ban đầu trên kênh Washington từ thập niên 60. Khi chợ cá bị di dời, những người bán hàng từ chối di chuyển và ký hợp đồng, trong đó có điều khoản cho phép được ở lại trong vòng 99 năm. Khu chợ tương đối phức do thành phố hạn chế quảng cáo. Vì do chưa rõ nơi này có thể được bảo tồn như một chợ nổi ngoài trời hay không. Đối với người dân địa phương, chợ cá Đại Lộ Main là một di tích văn hóa, tuy nhiên không phải du khách nào cũng biết tới nơi này. Ở đây chỉ có khoảng 10 gian hàng, mỗi gian hàng có một loại hải sản khác nhau. Chợ cá mở hàng ngày từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. Tuy nhiên, số lượng cá và các loại hải sản được đem ra bán nhiều nhất là tối thứ 6 cho đến chủ nhật. Thời gian sau, do chợ cá có nhiều du khách đến tham quan và vui chơi nơi đây, nên các nhà quảng cáo đã tận dụng lợi thế này để quảng cáo sản phẩm của mình như xe mô tô mà các bạn đang nhìn thấy ở đây. Nếu bạn muốn trải nghiệm và thử cảm giác khi mà lái chiếc mô tô này như thế nào, thì bạn có thể đi đến cái quầy phía bên kia và đăng ký tên của mình vào bên trong đó. Họ sẽ cho các bạn dùng thử chạy vài vòng để cảm nhận cái chiếc xe này nó như thế nào. Rất nhiều loại hải sản được bày bán trên các bè nổi bằng kim loại dọc cầu cảng. Hầu hết các sản phẩm được các chủ hàng thu mua từ các cảng cá khác đem bán lại tại đây. Các loại sản phẩm tương đối đa dạng, từ các loại cá biển, cua, ghẹ, ốc, các loại để nguyên con và loại chế biến sẵn để mang lại sự tiện lợi và nhiều lựa chọn cho người mua. Về các sản phẩm được phân loại, sắp xếp gọn gàng, vệ sinh, quy trình bảo quản được đảm bảo, giá cả được quy định rõ ràng. Mỗi cửa hàng đều có đội ngũ nhân viên phục vụ tận tình, đáp ứng nhanh chóng mọi yêu cầu của người mua. Ngoài các loại hải sản tươi sống, cũng có một số sản phẩm chế biến sẵn như cua, ghẹ, tôm. Thời gian sau thì các nhà hàng mọc lên như nấm với mục đích phục vụ khách du lịch đến đây chơi và tham quan. Với một số nhà hàng họ sẽ phục vụ đồ ăn, thức uống cho các bạn luôn. Nhưng mà với một số nhà hàng họ chỉ phục vụ bia cho các bạn thôi, để các bạn có thể tha hồ đi ra ngoài mua tất cả hải sản đem vào trong quán. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nha. Bye bye, hẹn gặp lại.